Đây, chào các bạn nhá, chào mừng các bạn quay trở lại cả clip theo mình nhá. Đấy anh em ạ, hôm nay bọn mình cả lại gia đình luôn mọi người ạ, rất là nhiều người. Bọn mình hôm nay đi tìm con sâu ở cây trúc này mọi người, cây bầu, cây mang bầu này mọi người nhá. Trong rừng trúc này luôn. Rất là nhiều, mấy hôm trước thì có người bảo là họ đi tìm mọi người, thì là được rất là nhiều mọi người nhá. Là hôm nay mình đi tìm thử mọi người ạ. Không biết là có may mắn là tìm được con nào không? Đây trong này rừng rừng mang bầu rất là rộng luôn mọi người nhá. Đây toàn là rừng mang bầu thôi. Đây một con rồi mọi người nhá. Đây này. Con nó kiểu này mọi người nhá. Đấy con xanh xanh mọi người ạ. Đấy. Cái này là nhộng mọi người, nó thành nhộng đúng không? Cái này là nhộng mọi người ạ, nhộng của con sâu ấy mọi người ạ. Đấy. Cái này là ăn ngon lắm mọi người ạ. Cái này là ăn rất là ngon luôn, ngậy lắm mọi người nhá. Đấy, được một con rồi mọi người ạ. Được nữa à? Đâu, em xem. Đây, các bạn này. Đây, được hai em, anh Quy được hai em rồi mọi người nhá. Lên, trên này một con đây. Đấy, nó ở cái lá của cây măng bầu mọi người nhá. Đấy, nó ở lá của nó. Đấy, nó ở mấy cây này nhiều cực luôn. Đây này, nó ở... Đấy. Mọi người thấy ở đây một con mọi người. Đấy, bên kia. Đấy, cây bên kia kìa, cây bé. Đấy, cây bé bên kia. Thấy chưa? Đấy, đúng rồi. Em nó quăng lại đi rồi. Ô, đi đâu mất rồi? Dây rồi. Chưa. Đâu? Con này là mình căn bản là mình phải có sức tìm người ạ, phải có sức tìm nó. Kiểu là nó có thời gian đi tìm ấy, kiểu là nó có ở trên cây ấy, một mỗi cây một con, hai con thôi mọi người ạ. Không phải là cây nào cũng có mọi người nhá. Kiểu đi soi con nhái thôi. Đấy, không kiểu nó không nhiều mọi người nhá. Nếu mà mình biết lúc đầu thì nhỉ, đi đấy bắt từ lầu ấy nhỉ. Bắt từ đầu thì mang kiểu con tằm ấy. Chắc ngon hơn. Kiểu là con này nó không thành con sâu biến thành nhộng thôi mà nhỉ. Ừ. Con sâu. Đấy. Đây các bạn này. Thấy chưa? Đây. Ô. Đây bố. Có hai con đấy. Hai nhộng. Nhiều lắm các bạn ạ. Đây. Bên trên còn nhiều lắm mọi người. Đây không phải là đi ngọn mình đâu, bọn mấy cô mấy chú này đi ấy nhá, lội khác mọi người ạ. Cái này không biết ở bản nào đen nữa mọi người ạ. Đấy, bọn mình thì đi cũng hôm nay mình đi là 8-9 người mọi người ạ. 9 người mọi người nhá. Đấy. Ở cây này là có 4 con mọi người, mình thấy 4 con, 5 con. Đây ở đây 2 con mọi người nhá. Đây một con nữa. Đây một con nữa. 4 con, 5 con. Đấy, bên này nữa, 6 con rồi mọi người ạ. Cái này rất là nhiều luôn. Mình thấy hẳn 6 con. Đấy mọi người ạ, nếu mà cây nào cũng được như cây này thì mình chỉ đi tầm 4-5 cây là mình đủ ăn mọi người ạ. Nhưng mà không phải là cây nào nó cũng có nhiều thế này đâu. Thế là mình phải tìm may mắn lắm thì mới được một cây được 6-7 con mọi người ạ. Đấy, đây, 5 con động. Đây. Đấy, sau quá trình một thời gian mình bắt thì được, cả mẹ con được bằng này mọi người nhá, được ít thôi. Đấy, hai người được bằng này. Bây giờ chuẩn bị đi ra, đi về thôi mọi người ạ. Đây. Nói chung là cũng khá nhiều vì bắt khó quá mọi người ạ. Nói chung là ai cũng được một ít, chắc cũng tầm được 1 cân nhỉ. Anh được nhiều phết đấy, một người được bằng này. Mấy em cả mẹ con cũng được bằng này thôi, tầm này.
Đấy, nói chung là bọn mình định làm ăn ở trong rừng này cơ, nhưng mà thôi muộn quá rồi mọi người, mệt lắm rồi, nên là mình sẽ mang đi về để chế thôi mọi người nhá. Đấy các bạn nhá, đấy mình đã về đến nhà rồi, xong mình bắt ra thì được bằng này anh em nhé. Đấy, đổ vào rổ ấy, được thì được bằng này, mình cân thử được 1 cân rồi anh em ạ, cái này là 1 cân anh em ạ. Đấy rồi, tí mình sẽ rửa qua, xong là mình sẽ xào một ít anh em nhé, xào một rửa để ăn anh em ạ, để cắt cơn anh em nhé. Đấy. Đấy, cái này cũng là một cả một buổi mà mình đi bắt anh em ạ. Đấy, hai người chỉ được bằng này thôi, hai mẹ con thì được bằng này thôi. Kiểu là bọn mình đi lần đầu tiên anh em ạ, nên là không biết đấy mọi người ạ. Kiểu là không biết lấy nó ở trên cao quá anh em ạ, ở trên cây măng bầu kia ấy, ở cao quá anh em ạ. Nên là bọn mình không, đâm ra là không được nhiều mấy anh em ạ. Thì bằng này là nói chung là không ok rồi, bây giờ mình sẽ chế biến anh em nhé. Đấy, mình sẽ chế xào xả ớt anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đi rửa qua cái này đó. Mình sẽ đi rửa thật sạch cái này đó anh em ạ. Xong là mình mới về chế anh em nhé. Đây em nhé. Thì mình đi rửa xong rồi anh em ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ xào một nửa cái này anh em nhé. Với cả là mình sẽ xào với xả ớt anh em ạ. Đây, ớt mình đây. Đấy. Đây, xả mình đây. Mình sẽ xào với xả ớt, bây giờ mình sẽ thái xả ớt trước anh em nhé. Xong tí mình mới xào con nhộng của con sâu lên, xong rồi mình mới cho xả ớt vào anh em ạ. Thái xả với cả ớt xong anh em nhé. Đấy, xả mình cũng thái dài ra kiểu này em nhé. Đấy, ớt mình cũng thái dài ra kiểu này. Đấy, thái dài ra. Đây, xả thái dài ra. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành xào con này trên trước anh ạ. Xào con này lên trước, xong con này chín anh ạ, mình mới cho xả vào. Xong lảo xả đi cho nó chín. Thế là ok luôn anh em nhé. Đấy, anh em còn theo dõi mình nhá. Đấy, mình sẽ xào con lông của con sâu ở đến trước anh em ạ. Sau tí mình cho xả ớt vào anh em nhé. Đấy, để con này chín chín đã. Đấy, đặc biệt là con này ấy, mình lúc mình xào đấy, lúc cho xào nó còn nguyên anh em ạ, còn nguyên bẹn cả con như này luôn. Nhưng mà mình xào nó chín ra ấy, thì nó lại vỡ đôi anh em nhá. Nó lại vỡ đôi ra ấy. Đấy, chính anh em sẽ biết nó vỡ đôi ra, nhưng mà ăn nó hoành gậy lắm anh em ạ, ngon lắm. Đấy, nói chung là chín rồi nhá. Đấy, vàng rồi anh ạ. Đây, kiểu nó đứt đôi ra kiểu này anh ạ. Này. Đấy, nó đứt đôi ra kiểu này là chín rồi anh nhá, được rồi đấy. Rồi mình sẽ cho xả ớt vào, xong là tí xả ớt chín là ok ngay anh ạ. Còn mới được chín nữa, chúng ta mình không mới được chín nữa, tiếp vào anh ạ. Đấy. Anh em có thấy hấp dẫn không? Ơi, quá đẳng cấp luôn anh ạ. Đây là gọi là xào xả ớt anh ạ. Thơm lừng này ạ, thơm lắm, mùi cái này rất ngậy luôn, thơm luôn, mùi chính nữa.
cho mì chính anh em ạ. Cho nữa mì chính vào là tí nó bỏ xuống rồi anh em nhá. Thơm thế. Đây anh em ơi, kiểu là nó cái phần lưỡi của nó anh em ạ, nó dính vào nhau ấy. Đây, nó không buông ra anh em ạ, thế là xào với cả chùm luôn anh em ạ. Đây, nhìn hấp dẫn không em? Được rồi em nhá, bây giờ là mình sẽ bỏ xuống thôi em nhá. Bỏ xuống cắt cơn thôi. Món ngon lắm anh em ạ, thơm lắm. Đây, bây giờ mình sẽ nếm thử muối mì chính anh em nhé. Đây, mình em là vừa rồi, qua rồi. Đó, vừa rồi đấy. Đây, bỏ ra đĩa anh em ạ, bỏ lên đĩa anh em nhé. Thơm lắm anh em ạ. Mùi thơm của xà nữa, với cả thơm của con nhộng của con sau này nó cũng thơm rồi anh em ạ. Đấy, mình làm một đĩa to anh em ạ. Đấy, một đĩa to anh em nhá. Đấy, xong rồi. Đây, con này là mời anh em dùng xoa bọ ngọt nhá. Đây, mời anh em nhá. Nói chung là con này nó rất là ngon luôn anh em ạ. Kiểu là kiểu dạng như là nó có trứng ở bên trong ấy. Kiểu con này là nhộng của con nhộng con sâu ấy, nhưng mà nó kiểu nhộng con tằm ấy anh em ạ. Ngon lắm. Được anh em ạ. Rất là ngon anh ạ. Mùi béo, thơm. Nó thơm mùi xả, mùi ớt rồi đó anh ạ. Rất là ngon. Ném cả xả ớt luôn anh ạ. Con này khó tìm thế anh ạ. Con này khó tìm, thế là lúc mà mình đi mua ngoài chợ ấy, thì họ bán cân 100.000 rồi em. Thì lại chê họ bảo là lắt quá, nhưng mà mình đi thử thì thật ra khó tìm quá anh ạ. Rất là lợi rồi. Quá ngon. Món này là lần đầu tiên mình lần đầu tiên của năm nay mình ăn. Năm nay là lần đầu tiên ăn. Năm ngoái thì mình ăn nhiều rồi. Năm nay thì kiểu là nó mới vào mùa của nó anh ạ. Năm nay mới được ăn. Giờ mới được ăn. Món này món này nếu mà nhắm bia thì thôi rồi em ạ. Có bia nhắm thì gọi là quá đẳng cấp luôn. Có nhắm bia
quá. Này phải ghém xôi anh em nhá. Cày quá anh em. Rồi mình cho ớt nhiều quá. Nó sẽ hành chùm kiểu này. Ăn rất là ngon. Rồi. Hấp dẫn luôn anh em ạ. Quá ngon. Ăn như kiểu con ăn như kiểu nhộng con tằm ấy mà. Chúng ta con của nó ấy, con đua thành con sâu ấy, nó cũng giống như con tằm ấy à. Con nó cũng giống như con tằm ấy. Nhưng mà mình ở trên rừng chứ cả ngày thì nói chung là cũng sẽ được thêm bằng ngày nữa, nhưng mà nó trời mưa các bạn. Mình phải chạy về, không là không đi xe được anh ạ. Không phải dắt xe về ấy. Nói chung là gọi là quá ngon anh em ạ. Hết sạch luôn anh em ạ. Nói chung là cái này là cho ớt nhiều ấy nó cay anh em ạ. Cay mồm á. Ngon lắm. Đấy, thôi anh em nhá, có lẽ đây là mình cũng xin được kết thúc video của anh em nhá. Nếu mà anh em cảm thấy video mình hay, đừng quên like video, chia sẻ, bấm cái ủng hộ nhá. Mọi người xem video. Bye bye.